Wow anh em à, 100 chiếc đúng là vĩ đại thật sự. Khoan, trước khi vào vấn đề chính, mọi chuyện bắt đầu từ trong lúc tôi... Thì tôi có một ý kiến, đó là tại sao chỉ có những video phá xe thường mà tại sao không phải là Tesla. Đó là lý do tại sao video này ra đời. Đây là cách tôi chỉ hồi ra 100 chiếc Tesla, từng chiếc một. Video mất nhiều thời gian nên anh em nhớ nhấn đăng ký nha. Sẵn nhấn luôn cái chuông. Được 5 chiếc anh em à. Nhìn xếp theo hàng cũng đẹp đấy chứ. Mười lăm chiếc xe, chưa gì đã thấy ngầu rồi anh em à. Không biết 100 chiếc xe nó sẽ sao đây, anh em chờ nhá. Sẽ không có khúc time lapse bởi vì quảng cáo sẽ hiện lên liên tục anh em à. Few moments later. Đây là 30 chiếc xe, nó trả một hàng dài luôn. Quá là dữ luôn anh em. Nói chung là tôi thấy tôi cũng kiên trì lắm đấy, mới làm được 60 chiếc nè. Nhìn sau đích thì như siêu xe luôn, thật sự. Vấn đề bây giờ là mấy chiếc xe nó tự di chuyển luôn anh em. Còn đây là 60 chiếc xe, cực kỳ nhiều luôn, thật sự. Tôi sẽ cho anh em xem qua một vòng. Anh em thấy dữ không? Tôi có thể bắt cua trên nóc xe luôn ấy. Ban đêm đèn xe khá là sáng luôn anh em ạ, nhất là đèn ở đằng sau xe. Xe tự nhiên nó bị lật anh em ạ, giờ tôi phải chỉnh lại đây. Hey. Tôi đang khá là vất vả trong việc chỉnh lại cái khúc này. Much later. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Holy moly, nó cực kỳ dài luôn đấy anh em ạ. Cái gì vừa mới nổ thế nha, đừng nổ xe nha. Wow, lần đầu tiên tôi làm điều này luôn ấy. Ý tôi là đối với Tesla thôi, còn mấy chiếc kia tôi làm dài rồi. Khá là ngầu luôn ấy, 100 chiếc đấy, chứ không phải 10 chiếc đâu. Đi hoài mà chưa hết luôn ấy. Quá là dữ. Wow anh em à, 100 chiếc đúng là vĩ đại thật sự. Tôi có thể nhảy lên đây anh em à, bắt khu trên xe này cũng được đấy nha. Ê, cút, cút 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 cút. Ơ, tao làm gì mày đâu nha, vô lý vừa thôi. Anh em cứ nghĩ một ngày nào đó anh em đang chơi game trong nhà, tự nhiên anh em bước ra một hàng chiếc Tesla ở ngoài, vô tận luôn anh em à. Ấy, đi là chỉ toàn thấy Tesla không thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 38 39 40 Sao mày ngu thế hả con? 100 chiếc xe đồng nghĩa với việc là 100 cái quảng cáo. Tôi cài quảng cáo cho nhà sản xuất, còn ai cài quảng cáo cho tôi? Còn đây là góc nhìn từ trên cao xuống anh em ạ. Còn đây là Tesla khi về đêm. Nó lại gặp vấn đề nữa anh em ạ. What is that? Toàn những thanh niên muốn chạy trốn tôi thôi. Và vấn đề chính hơn em ạ, đó là phá hủy 100 chiếc xe. Mà trước tiên là tôi phải dịch chuyển nó vào cái chỗ bowling này cái đã anh em ạ. Thank you.
vận chuyển đã xong. Chào mừng anh em đến với tiết mục. Ba phát rồi mà nó vẫn chưa nổ. Đó mới chỉ là 10 chiếc thôi anh em ạ, vận chuyển mất khá nhiều thời gian nên tôi qua bắn luôn. Mấy thằng cảnh sát lù lù đô ra gặp cái cây bị lỗi bắn không xuyên nữa anh em ạ. Thế là tôi bị bắt luôn. Vô lý. Vì Tesla quá trâu, khi nổ mấy chiếc kế bên chỉ có văng đi thôi, nên là tôi quyết định dùng lựu đạn. Cũng không khá hơn là mấy. Lần này nó văng còn xa hơn nữa anh em ạ. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng mấy ông nội cảnh sát vẫn lù lù ra bắt tôi. Sau khi bị cảnh sát bắt thì tôi quyết định qua lấy máy bay. Nhưng đời không như là mơ, tôi vừa qua tới sân bay thì nó brag out game luôn anh em ạ.